không ăn cái gì mà ốm ra thì khổ lắm. Là chuyện con ý ấy. Chị tạm chiều nó một tí đi. Chiều nó đi? Gì mà cứ như thế? Cũng là không lấy được chồng. Tùy tiện. Trời ơi, bao nhiêu người xúc xiểm cạnh khóe. Cái bà Đào ở đầu phố, bà ấy còn bảo là có khi phải đi giải xui. Một lúc những ba đứa thì cũng không phải là chuyện bình thường, mà có khi lại bị ma xui quỷ khiến ý. Đều mô vào mặt không cơ chứ gì. Chị có cái thú vui là cứ nhằng cái việc em chưa lấy chồng và tất cả mọi chuyện ấy nhở? Thế chả đúng à? Liên quan. Em ấy tổn thương đấy. Em á cực mong manh luôn đấy. Cứ đi bình thường. Không. Hai bà muốn nói gì thì nói đi. Tôi không quen cái nét diện ấy. Em tính đi ra chợ mua ít dưa mà. Còn em đi ra mua ít hoa quả mà chị. Chị này, thế là đứa con gái nhà chị nó mới bị hủy hôn đấy à? Rõ con bé nó hiền lành, tử tế, ngoan ngoãn. Cả cái xóm này ai chả khen nó. Chả hiểu sao cái thằng rể lại đi hủy hôn nhỉ? Chị này, có khi nào mà nó phát hiện ra con bé nhà mình nó bị làm sao không chị? Này, bị cái gì? Cô vừa bảo bị cái gì? Cô bị sao ấy? Hủy hôn thì đã sao nào? Thì đã sao nào? Thì bình thường một đứa thì không sao chị, nhưng mà nhà tận ba đứa thì có làm sao đấy. Bị điên đấy à? Hàng xóm láng giềng sang tâm sự thì bảo người ta bị điên. Em đi về. Mồm. Trời ơi, làm sao tôi có thể sống với miệng đời đây? Cả ông nữa ấy. Chuyện gì nữa? Ba đây, tôi đi mua tư cà mà. Tại ông nuông chiều nó quá cho nên con ý nó mới hư hỏng như thế. Trời ơi, mà sao nó lại thản nhiên vác cái mặt đi đi làm cơ chứ nị? Thôi chị ơi, chị than thì chị cứ than. Chứ chị nhăn nhó thế à, lại thu hút bọn hàng xóm nó đến. Ông về đấy thì bây giờ này. Ê, bà Đô, hello anh. Anh vào đi, sếp đợi anh nãy giờ đấy. Dạ, yeah, vào đi, chẳng có gì hay ho đấy. Sao ạ? Một trong hai đứa em phải nghỉ ý ạ? Ơ, chẳng nhẽ... Anh, bọn em diễn không tốt à anh? Em mới được có một vài xác chết. Họ còn chưa biết thực lực của em thế nào. Thế mà bây giờ định loại em ạ? Tôi nói một trong hai cậu phải nghỉ. Em bởi vì đoàn phim bên kia ấy, họ đang cắt giảm nhân sự. Hai cậu tự bàn bạc với nhau đi. Không, bọn em là không thể tách rời nhau được nhá. Một là phải nhận cả hai. Hai, đuổi hết. Đi đây. Cậu vừa nói cái gì? Hả? Tại sao cậu thể nói như thế được nhở? Cậu thử nghĩ xem. Làm ở đây 3 năm, cậu được giao vai nào tử tế chưa? Hay suốt ngày chỉ hóa trang làm cà chua, trứng rán, rồi là quần chúng chạy chung quanh? Tôi nói một trong hai người phải nghỉ là ưu ái với hai cậu lắm rồi đấy. Em không cần biết, sếp quyết định đi. Không ngờ là ông sếp ông ấy đuổi cả hai thật anh ạ. Thế anh tính là dọa lão một tí thôi, ai ngờ. Thôi, anh tính rồi, anh em mình sẽ bắt đầu lại nhá. Mình sẽ tự đăng ký casting, rồi mình sẽ có những cái vai diễn để đời luôn. Sao đấy? Ok, sao thế anh ơi? Em đói quá. Đói ở đây. Thế mà không nói từ đầu. Ăn đi, chống đói, nhanh lên.
Anh, em quyết định rồi. Em sẽ theo anh đến suốt cuộc đời, vào sinh ra tử, mãi là anh em. Bệnh nhân Bùi Bình Dương, phòng 302, sức khỏe đã ổn định rồi. Ngày mai cho xuất viện nha. Vâng. Bác sĩ Phương, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì? Chuyện quan trọng, em xin 5 phút thôi. Mai mình bàn tiếp nha. Đi khám là sao? Em đã canh nghề dụng chứng rồi nhưng mà vẫn không được. Anh qua khám thử, nghe tư vấn xem thế nào. Tại sao em có thể tự quyết định như vậy được? Mọi chuyện hãy để tự nhiên đi. Hai đứa mình nó phải là quá lớn tuổi hay là bị vấn đề về hiếm muộn đâu. Tự nhiên á? Anh không thấy mỗi lần em động vào người anh lại dễ nảy lên thế à? Thì đó là chưa phải lúc. Nó phải muốn là được. Em không biết đâu. 6 giờ chiều nay, địa chỉ bệnh viện em sẽ nhắn. Khoa hiếm muộn, sao cô ấy có thể nghĩ ra được trò này chứ? Thiệt là hết nói nổi. Chào cô. Dạ, cháu chào chú ạ. Chú cần gặp ai ạ? Cô cho tôi gặp cậu Hải Long ở căn 211. Dạ vâng ạ, chú chờ một chút ạ. Dạ chú ơi, trên phòng không có ai ạ. Cậu ấy đi vắng à? Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô. Dạ vâng ạ, chào chú ạ. Con chào ba ạ. Con. Con về. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Ý, chưa kể với ba chuyện gì à? Ừ. Con bé vốn dĩ nó hiền lành, chưa bao giờ nó gây ra chuyện động trời như thế này. Ba rất muốn biết lý do. Dạ... Con à, kết hôn đâu phải là chuyện dễ dàng, đúng không con? Có nhiều thứ phải làm, rồi cơ thể mệt mỏi. Có những cặp đi hưởng từ trăng mật mà vẫn còn cãi nhau bởi vì quá nhạy cảm. Cho nên dù có chuyện gì, hai đứa ngồi lại với nhau nói chuyện, tìm cách giải quyết. Không thể như vậy được. Quỷ hôn đâu phải là trò đùa. Ba, con nghĩ ba không cần phải cố gắng làm gì cả. Bọn con đúng là không hợp nhau thật. Trời, đâu có ai hợp nhau từ đầu đâu con. Con người ta vốn dĩ là sinh vật dễ thích nghi nhất. Sống với nhau một thời gian rồi mới mến tay mến chân. Đời đâu có ai hoàn hảo đâu con. Đôi khi người ta phải biết chịu đựng, luôn cố gắng hiểu nhau, vì nhau, rồi cố gắng nhường nhịn. Khi hiểu nhau rồi thì mới thương nhau được. Nhưng cô ấy rất khó chịu và tỏ ra cứng đầu bà. Ừ, tụi con á, chịu khó bảo ban nhau mà sống con à. Không những thế, cô ấy còn chẳng biết ý tứ nữa. Con thấy ý khá gượng gạo với mẹ con, thế nên con đã đưa cô ấy đến nhà để hai người có thời gian trò chuyện và hiểu nhau hơn. Đáng lẽ cô ấy phải ở cạnh mẹ con mà ghi điểm, đúng không ạ? Đằng này chỉ biết rửa bát đũa thôi, cứ như không biết làm một cái gì khác ngoài cắm mặt vào bát đũa ấy ạ. Con phát bực cả lên, nói cái gì thì cũng vâng vâng dạ dạ, chẳng có chính kiến gì cả. Nhiều lúc con cứ tưởng mình đang nói chuyện với Bùi Nhìn ấy.
Mà không những vậy, ý cũng có rất nhiều thiếu sót, cứ nhảy việc hết chỗ này đến chỗ khác. Con thì con cũng bỏ qua thôi, nhưng em ý nhà mình không biết điều. Tại sao cô lại không cố gắng học vấn để nâng cao trình độ, thi một tấm bằng tốt hơn để xin một công việc tốt hơn để xứng đáng với con? Đằng này cứ chỉ coi con là một cái cây ATM để dựa dẫm cả đời. Hoặc chí ít ra cô cũng phải học cách làm một người phụ nữ quấn hút, có đúng không ạ? Cậu vừa nói gì vậy? Cậu đang tả ai đấy? Gia đình của cậu là cái thá gì? Chưa kết hôn bắt cành vàng lá ngọc của tôi phải đi rửa chén vô bác nhà cậu. Dạ, đấy là do em mới tự vào bếp chứ có phải gia đình con bắt ép đâu ạ. Cậu nói ai không biết điều. Con gái tôi luôn biết sống vì người khác, so với cậu nó tốt hơn nhiều. Bây giờ tôi thấy cậu không xứng đáng để tôi ngã con ý cho cậu. Loại người như cậu mà đã bước vào cửa nhà tôi là con rể à? Đừng có mơ, không bao giờ. Kiểu ba, sao ba lớn tiếng thế ạ? Chẳng tôn trọng con gì cả. Cậu im đi. Ai là ba của cậu? Muốn người ta tôn trọng mình thì trước hết tôn trọng người khác đã. Bằng cấp của cậu so với sự tử tế con gái tôi, cậu không bằng một gốc nữa. Cậu là kẻ thất bại. Dám nói con ba như vậy đó. Từ nhỏ đến lớn ba còn không dám la con dù chỉ một lời nào. Sao nó dám nói như vậy chứ? Ý vẫn đi làm à? Sao không nghỉ ngơi một vài hôm đi cho bớt đau lòng? Dạ em vẫn ổn ạ. Có thật là ổn không? Bị hủy hôn ấy là nghiêm trọng lắm. Thôi, cần nghỉ ngơi ấy thì cứ nói với tôi xét duyệt cho, đừng cố quá làm gì. Phụ nữ ấy mà trải qua mấy cái câu chuyện này sẽ rất dễ dẫn đến cái bệnh trầm cảm, phải hết sức thận trọng. Và thôi, sắp tới ấy thì công ty có một cái dự án rất là quan trọng, cô với Linh cùng làm với nhau nhé. Có làm được không? Dạ vâng, em làm được ạ. Như thế mà vẫn đi làm được mày ạ. Trời ơi, gặp tớ là tớ nghỉ lâu rồi. Là rõ mặt mũi đâu mà đi làm trời. Trời, chắc chồng cũng không yêu thương gì đâu ha. Chồng bỏ chồng chê nó thế. Thấy cũng tội, thôi cũng kệ. Không phải việc nhà mình. Nghe cho kỹ vào. Dạ. Con xin lỗi bà. Con gái bé bỏng của bà bình thường, lúc nào cũng giả, lúc nào cũng vâng. Con xin lỗi. Nhưng một khi đã cố chấp thì con rất là vướng bệnh. Năm học trung học đầu tiên con nặng nặng di chuyển trường, hóa ra là con bị bắt nạt. Rồi năm lên lớp 12, con lén đi làm thêm để kiếm tiền giúp cho mẹ bạn con mổ tim. Con làm gì cũng có lý do riêng mà. Cuộc đời còn dài lắm, có khi nó cười, đôi khi nó khiến cho mình bật khóc. Nếu con có chuyện gì buồn hay khóc, con nhớ lấy một điều: ba mẹ lúc gặp vợ ở bên cạnh con, có cả anh chị nữa. Người của mẹ con nhiều lắm, con phải kiên cường lên chứ.
thời gian để làm thay đổi mọi thứ. Chuyện lớn ngày hôm nay, ngày mai chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi con à. Con cảm ơn ba. Con biết là ba mẹ buồn vì con nhiều, nhưng mà con cũng đau khổ lắm chứ. Xin lỗi ba mẹ. Con xin lỗi. Cố lên con nhé. Mọi thứ sẽ qua thôi. Làm gì ngồi đây một mình thẫn thờ vậy? Ừ? Sao hôm nay anh không đến khám? À, tại vì anh nói chuyện điện thoại với mẹ của anh. Hôm nay bà lại làm sao à? Bị bắt cóc à? Sao mỗi lần nhắc tới mẹ của anh em lại khó chịu vậy? Nhưng đây đâu phải là lần đầu. Hôm thì bà ấy đau cái này, ngày mai thì bà ấy đau cái khác. Hôm thì không có xe, hôm thì khóa trái cửa. Ngày nào bà ấy cũng có lý do. Như à, em có biết là từ lúc nào anh không còn hứng thú với em nữa không? Anh không có bệnh gì hết, mà là do em. Bởi vì lúc nào em cứ muốn chống đối mẹ của anh, không tôn trọng mẹ của anh. Vậy anh có biết chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn hại mà bà ấy gây ra không? Không, chỉ một mình em chịu đựng thôi, không phải chúng ta. Ý anh là vì em mà anh không có cảm xúc à? Hay là vì em đang cố níu kéo? Hay là vì anh thấy em quá yêu anh? Phương à, em chỉ đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng ta thôi. Vì em sợ một ngày chúng ta sẽ làm điều gì đó quá giới hạn và chúng ta sẽ chia tay mất. Anh hiểu không? Chính vì vậy em mới muốn chúng ta có một đứa con để thay đổi cuộc sống này cho nó tốt đẹp hơn, đúng không? Tại sao đến giờ phút này em mới suy nghĩ ra điều đó? Trước đó từng nói gì với em? Anh đã nói em nhường cái suất hội thảo đó lại cho người khác đi đi. Em nói với anh như thế nào? Cuộc đời Thanh Như không có vị trí thứ hai, phải nắm bắt cơ hội của mình. Kết quả thì sao? Hả? Kết quả là chúng ta mất đi đứa con của mình. Lỗi tại em. Tại em hết. Được chưa? Như à, anh xin lỗi. Anh hơi quá lời. Như. Chị Thanh Như à? Lâu bé An. Hôm nay hai mẹ con đi kiểm tra định kỳ đấy ạ? Cũng chưa đến giờ hẹn, nhưng mà chị cứ đến vì tiện đường ấy. Thì hai mẹ con vào trong kia ngồi nói chuyện với em một lát trong lúc chờ khám nhé. Cũng được. Đi con. Ở đây chơi nhé. Em mời chị uống thuốc. Ba mẹ buồn về chuyện Ý lắm phải không em? Chắc chắn là cũng buồn rồi chị ạ. Hình như
ba mẹ em không có phúc về đường con cái hay sao ấy. Ý em không phải là nói anh chị đâu, chị đừng có suy nghĩ nhá. Chị với anh ra ấy cũng làm cho bố mẹ phiền lòng rồi. Thế còn em, dạo này thế nào? Em ổn mà. Mà chị trông hai đứa như thế có vất vả không? Sao không đưa sang cho anh ra? Dạo này chị bận lắm, bận kín lịch luôn, còn không có thời gian để ăn nữa. Nhưng mà cũng không muốn làm phiền mọi người ấy, vì ai cũng bận cả. Mà em dạo này thế nào, chị cứ cảm thấy nó lạ lạ. Em không sao, đợt này em tăng ca nên chắc là có đôi chút nhợt nhạt. Em hỏi chị chuyện này nhá. Em hỏi đi. Thực ra thì chị với anh ra ly hôn vì lý do gì? Hay là chỉ vì mất căn nhà thôi? Chuyện mất căn nhà ấy cũng chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Tòa án đã kết luận rồi, không hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân em ạ. Anh Gia là một người tốt bụng, nhiệt tình. Cái lúc chị yêu ấy thì chị yêu anh ấy ở điểm đấy nhất. Nhưng Thảo nào, khi mà ngày xưa anh trai em lấy chị, em cứ thắc mắc tại sao ông anh mình lại có thể lấy được một cô giáo viên vừa xinh đẹp, vừa nhẹ nhàng, lại vừa đảm đang nữa. Nhưng mà sau khi kết hôn thì ưu điểm dần trở thành nhược điểm em ạ. Cái chuyện mất căn nhà ấy, nó cũng chỉ là một chuyện thôi. Nhưng mà sau đấy còn có một vụ sốc hơn cơ. Chị sinh An được khoảng 2 tháng thì anh ấy tham gia can ngăn một vụ đánh nhau, cuối cùng phải nhập viện mười mấy hôm liền. Bố mẹ chị mất sớm nên là chị không muốn người thân của mình gặp điều gì đó bất chắc. Sau vụ đấy thì anh Gia có cố gắng cầu xin rồi cố gắng sửa đổi. Nhưng em có biết điều gì làm chị cảm thấy thoải mái nhất sau khi ly hôn không? Đó là chị không còn cảm thấy ghét chồng mình thêm nữa. Không còn cảm thấy là mình phải cằn nhằn chồng mình thêm nữa. Và anh ấy có làm bất cứ điều gì thì chị cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đó là điều mà chị cảm thấy thoải mái nhất sau khi ly hôn. Có lẽ là nên thế chị ạ. An ơi, thôi chị đưa bé lên đi khám đây. Vâng ạ. Đi con. Theo kết quả siêu âm ý, thì thai của chị bây giờ là được 12 tuần. Với hình thái không có gì bất thường và thai đang phát triển rất tốt. Xin chúc mừng chị. Cháu cảm ơn chú ạ. Xem nào. Thôi, thế là bị xước rồi. Để cô đưa con đi sát trùng nhá. Vâng ạ, nhưng mà cô bị ngã. Cô có bị ngã đâu. Sao chân cô lại chảy máu? Thank you.
Dạ con nghe mẹ. Ừ, mẹ tỉnh rồi. Xin lỗi con cái chuyện hôm qua nha. Tự nhiên giữa trưa mẹ lại đi uống rượu làm gì? Tại vì mẹ buồn quá. Mẹ mới vô cái quán bar mà hồi xưa ba với mẹ hay tập trung bạn bè lại đó. Mới đầu tính uống ly thôi. Xong hồi tự nhiên quất hết chai. Nè, bộ vợ con nó làm mình làm mấy với con hả? Nó không thích con đưa mẹ về hay sao? Không phải đâu, mẹ đừng nghĩ vậy mà. À, con có nấu nồi súp cho mẹ đó, mẹ ăn chưa? Ăn rồi. Nó nghe nè, nấu hơi dở. Thì thôi nha, con đi làm đây. Đây, làm miếng rau cho nó xanh ruột. Rau anh luộc đấy. Cảm ơn anh chị ạ. Ừ, đấy, ăn từ từ không đấy. Húp một miếng canh đi. Này, tí canh đi. Làm tí canh đỡ nghẹn. Canh chị nấu ấy ngon không? Này, thịt là chị Hòa nấu đấy. Ăn này đi, thương lắm. Chiều nhắc nhà đấy. Bác mẹ về à? Chứ làm nào? Ôi thôi, giải rán. Chạy ra xem. Về rồi, đi lên đi. Ôi người ơi, bác phải vào cửa rồi, không kịp đâu. Thôi, hành ngủ luôn. Bố chứ, đừng đi lên. Ba mẹ ạ. Ủa? Ba mẹ ạ. Dạ. Sao hai đứa ăn uống khuya dữ vậy? Vâng, tự dưng hai anh em đói quá bạn. Vâng, bỗng dưng thấy đói ạ. Bát đũa đâu mà hai đứa lại ăn chung một cái tô thế này? Đứa thì cái thìa, đứa thì đôi đũa. À, người nghe bảo là ai mà đang vận kém thì phải kết hợp vào ạ. Một cây làm cả cái non, hai cây chụp lại núi cao, hai anh em. Vậy bà tưởng có đứa ngồi ăn rồi hai đứa con ngồi đúc đó chứ? Ở đâu ạ? Ăn thì nhớ ăn cho hết rồi còn đi ngủ. Bỏ thừa mứa ra, phải tội đấy. Này, thế là mẹ biết rồi. Không nữa. Thế là may rồi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn cái gì? Ăn hết chỗ này đi còn gì. Điên à? Anh không nghe mẹ vừa nói đi à? Mẹ bảo anh mà không ăn hết cái chỗ này mai đừng trách mẹ. Mình anh nghe ăn hết nào chỗ này? Mỗi đứa chia đôi cho ăn. Thế cho mẹ ăn thịt anh ăn rau. Khô lắm. Khuya rồi. Bà có nấu gì vậy? Đồ ăn chúng nó ăn hết rồi. Tôi thổi ít xôi để mai chúng nó mang đi làm. Chúng nó nào? Con Hòa thất nghiệp. Thành ra ở không suốt ngày. Bà nấu cho con ý thì nói đại đi. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn gì chứ? Vẽ chuyện. Bà vất vả quá. Kinh nghiệm của tôi nó như vậy, cho nên tôi đành phải gánh thôi. Mà ngày xưa không vì mê tiếng guitar của ông thì tôi đã chả phải vất vả như thế này. Cảm ơn bà nhiều lắm nha. Mà này, ông cũng cao tay thật đấy. Đi trước tôi một bước. Cái vụ gì? Bằng cấp của cậu so với sự tử tế con gái tôi còn không bằng một góc nữa. Cậu là kẻ thất bại. Cậu biết là ba mẹ buồn vì con nhiều, nhưng mà con cũng đau khổ lắm chứ. Nhà là nơi ấm áp, dang dọc cánh tay ra đón ta trở về. Nơi ta tồi tệ nhất nhưng lại được dưng cậu đánh khẽ. Nhà là nơi nước mắt cứ tuôn rơi, không cần phải ngại, không cần lặng lẽ, không cần phải né. Học cách yêu thương chính mình, không cần phải thay đổi tính tình. Ném hết đi bao nhiêu phiền lo, niềm vui ta có sẵn, không cần ai phải cho.
I want to be loved. Yeah, I don't want to be hurt. Vì tình yêu đã cho đi nên nó cần phải nghĩ suy. Yêu gia đình, yêu bạn bè mà có khác sẽ không còn nặng nề. I want to be loved. Yeah, I don't want to be hurt. Yeah, vì tình yêu đã cho đi nên nó cần phải nghĩ suy. Yêu gia đình, yêu bạn bè mà có khác sẽ không còn nặng nề. Về bên mẹ cha được ăn bữa cơm ngon, được nghe những lời yêu thương. Dù lòng đang sấn đau, dù tim xót xa, cũng chỉ là cơn gió thoáng qua. Vượt qua đêm tối, tình yêu dẫn lối, con tim ngập tràn yêu thương. Tìm lại tình yêu, tìm lại những ước mơ, thêm một lần nữa yêu thật phim do Viettel Media sản xuất.